Đã nhiều lần người dân phản ánh về tình trạng đốt rác tại khu vực đường Kim Thìa thuộc huyện Hoài Đức. Nhưng đến nay, vi phạm này vẫn tiếp diễn, gây bức xúc cho người dân sinh sống ở địa bàn. Theo đó, tình trạng đốt rác thường diễn ra vào mỗi buổi chiều và tối. Mùi khét và khói bụi len lỏi đến từng nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, những đám cháy còn gây khói dày đặc làm cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông, đặc biệt là khi trời tối. Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người dân khi đi qua đoạn đường này.